Đây anh nhá, em hiện tại thì chỉ còn mỗi cặp này thôi. Đấy, con này thì công suất thì nó cũng giống như mấy con kia thôi, nó đều là 25W này. Công suất 25 trở kháng 5,5. Đấy, con này thì nó mất toi cái tem rồi. Đó, hai con đây. Nhìn thì hai con này thì chắc là kiểu hai cái mấy nó nhìn màu nó hơi một xíu này. Thực ra nếu mà nhìn soi thì khắp phát hiện ra là màu nó hơi khác nhau một xíu, nhưng thực ra nó không khác mấy đâu anh ạ. Nó cùng đều là cái màu kiểu dạng đen nhám như này mà. Con này kiểu như nó có hoa ấy. Còn con này thì không. Đây tóm lại đây anh nhìn thực tế luôn nhá. Đấy. Nói chung là về các anh thì thường sẽ dùng căng đúng không? Anh lắp tép và anh dùng căng thì tắt điện rồi thì nhà ngói anh thành nhà tranh anh ạ. Thế nên là nhìn cơ bản thì nó cũng chả quan trọng lắm đâu. Cái quan trọng nó là cái chất âm nó phải hay. Đấy. Thì những cặp này em đang bán của nó là đấy, như con này thì em đang bán của nó là 380 anh nhá. Nhưng mà tại vì về cái màu nó hơi khác một xíu xíu này. Đấy. Này. Đấy. Thì để anh cặp này là 320 thôi. Đấy, 320 em đang bán là 308 đấy. Nhưng mà tôi để anh 320, anh xem ok thì báo em, còn bây giờ em sẽ test luôn cho anh. Thôi, đấy, thì em đang tìm cái chân. Một tay nó hơi khó thao tác. Đây để em cho ra ngoài rìa dễ hơn. Phải cố quên người, dù có tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng treo qua bồn tanh, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Ok nha, giờ em test lốt cái trước này. Chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn. Sao tôi nhớ mong người tìm bé nhỏ. Tim ơi ta vang xin tim hãy cố quên người. Xin cho ngôi ngoài tháng năm mình vắng nhau. Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong. Ok anh nhá. Đấy, xem ok thì báo lại em nhé. Vâng, em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.